Phật tử hành hương ở đây không? Ừ. Nghe được tiếng chuông không? À, chỉ có tảng đá này thôi. Đúng rồi. Ở đây thì khác nè. Khác. Bụp, bụp, ở đây bụp. Âm thanh cứ nói nghe bụp bụp, không có cái độ vang xa. Núi này thì được cho là núi cực kỳ. Nếu như mà mọi người đi bộ từ chân núi Cô Tô lên đỉnh thì mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Nhưng mà tụi mình phải trải qua một cái hành trình bằng xe ôm cực kỳ nguy hiểm. Anh Bùi Hồ, cách đây khoảng 3 năm về trước thì em có đi sang một cái núi Giang Đà Gốc ở Miến Điện á. Cái biểu tượng của quốc gia Myanmar thì nó có cái viên đá đó. Mà cũng đi lên cũng bằng hình thức như này. Nhưng mà hồi đó thì đi bằng xe tải. Tất cả những vị khách muốn đi là phải cột như heo vậy á, đưa vô cái rọ như heo vậy á. Và xe tải sẽ chở lên trên đỉnh núi. Nhưng mà bữa nay là lần đầu tiên đi bằng xe ôm mà nó khủng khiếp như thế này nè. Cái cảm giác của em đi ở đây so với bên kia thì sao? Sợ hơn, tại vì bên kia thì mình đưa vô cái rọ như cái rọ heo thì mình không có sợ. Mà mình đi xe tải cũng chẳng sao. Còn này đi xe ôm. Wow, cảnh đẹp không? Nếu như mà không mưa thì ở ngoài kia thì tụi mình sẽ thấy được biển. Thấy xa lắm. Thấy được ra Hà Tiên luôn. Thấy được biển Hà Tiên luôn. À. Này cách Hà Tiên bao nhiêu cây anh Hồ? Dạ, khoảng chừng 70 cây anh. 70 cây số hả? Chắc cũng tầm không tới đâu, vài chục cây. Em nhớ là cũng khoảng 60-70 cây gì đó. Dạ. Đi cẩn thận nha, trợt trợt. Anh Hùng có dắt Phật tử hành hương ở đây không? Ô ô ô ô. Có sao không? Không. Có gì máu không? Không. Đi kỹ kỹ nha. Đi kỹ kỹ lại. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi tìm một cái viên đá mà có thể phát ra âm thanh. Bây giờ mình tham quan trước đi rồi bác, mình tham qua bên đây, giờ mình đi vòng vòng đây cái đi. Kia kia anh. Anh có thể giới thiệu bên đây cho em. Cái này là sao vậy anh? Này hả? Cái này chắc người ta mới vẽ này, em cũng chưa gành gì mấy nữa. Tại lúc mấy ngày trước em lên thì không có. Để mình đọc thử cái dòng chữ đó là gì anh Hồ? Mẫn Cường, Lưu Sử. Mẫn Cường, méo thọ lãnh nơi kỳ quan thiên, tạo sắc linh trời, trời đợi huynh hội hiệp cùng lập tiện, lũ đề đời xử sai tại mấy lời. Mấy lời chứ, tại mấy lời. Lũ đề là tên riêng này. Đời sau tại mấy trời, mấy lời hả? Họ muốn lưu dấu ở trên này. Lưu dấu sử sách ở đây. Còn này là nhìn về hướng biển Hà Tiên. Biển Hà Tiên về bên này nè anh. Bỏ chơi, bỏ dứt đây quá. Mới chợt con già đúng rồi, nó trơn lắm. Ở đây thì có hang anh à. Đằng kia lúc nãy anh nói đằng kia có hang hả? Có hang, hang điện và cửa mà cái hang chắc cũng cạn à, chứ nó không có sâu. Do nằm vô khoảng 10 mét, mười mấy mét vậy đó. Rồi ở trên thì có cái hang điện kính. Hang điện kính là chỗ mấy chú ngồi nãy đợi có 5-7 xe đậu trước đó. Tại trên đó là cái hang điện kính. Anh có thể qua đây giới thiệu cho em không? Bên này là cái bàn thờ gì vậy anh? Em thấy ở giữa núi trời nó có một cái bàn thờ thiêng. Lúc trước là chỗ này rừng không à, rồi có ông lúc trước là ở đây rừng. Em ở đây cũng không gành gì mấy. Khách hành hương ta tự lập. Rồi lâu lâu cũng có người đến viếng rồi vậy đó. Cảnh đẹp ghê luôn á. Trời trong á, trời trong là anh nhìn ra rất là xa, đẹp lắm. Nhìn mấy cái hòn nhỏ nhỏ thấy luôn. Ngay cả vị trí này á, mây nó vẫn bay là đà sang gần thấp hơn mình luôn á, anh thấy không? Đúng rồi. Những cái con đường thẳng kia là cái đó là đường xã nào anh? Ô Lâm phải không anh? Dạ đúng rồi, đường Ô Lâm. Mấy cái chùa anh. Vậy vậy đây nè. Chắc đợt sau mình sẽ dành nhiều thời gian lên trên núi Cô Tô này ở vài đêm để cảm nhận như thế nào hả anh Hồ? Đúng rồi. Sẽ ngủ ở đây luôn ấy. Nếu mà ở trên núi Cô Tô thì ngủ ở khu vực nào là hay nhất anh? Núi Cô Tô anh ngủ điểm Dù Hội. Là đẹp lắm. Đẹp lắm. Chút xíu anh có dự định là về Dù Hội luôn không? Có anh. Thì anh chờ tụi em xuống đây nha. Dạ. Về Dù Hội rồi anh có xuống tham quan cái chữ Chi Tôn của mình ở đây luôn không? Chắc không hả Phong? Cho em tới thăm chỗ cái bàn tiên á. Bàn Trăng Tiên. Bàn Trăng Tiên. Bàn Tiên thôi ha. Dạ. Vậy mình khỏi ghé cái chữ Chi Tôn ha. Dạ, dạ. Mình chỉ lát là về cái dầu với cái bàn chân. Dạ, ok anh. Dạ. Mình sẽ rồi, đi. Ở đây mình chụp tham quan gì đi rồi mình qua bên kia. Thôi bây giờ tụi em. Anh Tài. Dạ. Hai anh em sẽ được anh Tài dẫn qua cái nơi mà
có một cái tảng đá phát ra một cái tiếng âm thanh kỳ lạ, giống như là tiếng chuông. Dạ đúng rồi. Bà giúp lại anh Hồ ơi, con nó chợt á, đi chung không ơi, chắc chắc anh. Dạ anh đi nghe anh. Dạ. Sao vậy anh? Nó sập à? Mấy anh đi dầm đinh quen á. Ừ. Anh mát ghê không? Anh Tài là chạy xe ôm được mấy năm rồi? Dạ em chạy cũng được 4-5 năm rồi đó anh. Trước đó mình làm nghề gì? Dạ. Trước đó mình làm nghề gì? Trước đó hả? Trước đó em ở nhà không à? Ở nhà làm việc nhà. Rồi mới vô chạy được có mấy năm. Cái viên đá này như hột gà không? Ồ, cái đá chuông này hả? Nè. Miếng này. Đánh thử cho anh nghe nha. Đây, anh bây giờ anh khó là chỗ khác thử. Vị trí ở trên đây thử có nghe không? Nè. Không nghe gì ha. Ở đây thì nó chung rồi. Khác ha. Cũng mấy cục khác nè. Không có gì chứ. Nhưng mà chỉ có cái vùng này thôi. Dạ. Đây nè. Nghe được tiếng chuông không? Chỉ có tảng đá này thôi. Đúng rồi. Ở đây thì khác nè. Khác. Bụp, bụp, ở đây bụp. Âm thanh cứ nói nghe bụp bụp, không có cái độ vang xa. Còn ở đây có nè. Ôi. Con có nghe rõ không? Cùng trên một tảng đá thì anh thử gõ những vị trí khác thì như thế nào? Chỗ này thì không nghe nè, nghe tiếng bụp bụp nè. Ừ. Còn ở đây nghe nè. Đó. Rồi em thắc mắc là ai phát hiện được cái tảng đá này nó lại có tiếng âm thanh như vậy? Cái chú gùn á. Cái chú gùn rồi mấy anh em đi cũng như cầm cái cây gõ thử rồi mới phát hiện ra. Ừ. Ở đây kêu lớn hơn được không? Có đoàn khảo sát nào đến khảo sát về đá này chưa anh? Chưa. Chỉ có mấy anh em sinh viên rồi này kia, người ta cũng đi như mấy anh lên người ta tham quan thôi. Dạ. Tôi lạ quá. Vâng, bây giờ anh cầm đây. Chia sẻ với mọi người là hiện tại thì tụi mình đang có mặt tại đỉnh núi Cô Tô. Và nếu như mà mọi người muốn lên trên đỉnh núi này đi bộ thì mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Còn không thì mọi người có thể là thuê các anh em xe ôm trở lên đây, mất khoảng 20 phút. Và một điều mà lôi cuốn tụi mình đến đây để được trải nghiệm và khám phá ở núi Cô Tô này, đó là muốn tìm hiểu về sự tâm linh huyền bí ở ngọn núi này. Và đồng thời thì muốn một lần được trải nghiệm gõ thử cái tảng đá. Đây được cho là tảng đá linh mà có khả năng phát ra âm thanh, mà mọi người hay gọi đây là đá chuông. Thì mình sẽ thử cho mọi người gõ. Ví dụ mình là gõ ở vị trí này nè. Đó, gần như là không có phát ra âm thanh nào hết. Và ngay tại vị trí này cũng không nè. Có chứ. Cũng nhỏ đúng không? Nhưng mà ngay tại này thì rất là to nè. Thực sự thì có một người dân ở địa phương ở đây, trong quá trình đi khảo sát ở đây thì bất ngờ phát hiện. Và có rất nhiều Phật tử khi mà hành hương trở về đây thì cũng muốn được trải nghiệm như thế này. Chắc là cái thanh gỗ này là mọi người chuẩn bị sẵn đúng không? Để cho khách họ tới họ gõ thử. Đúng rồi. Thử bóng viên này thì có sao? Chỉ có chỗ này thôi đúng anh không? Nhưng mà ngay chỗ cái này thì lại kêu nhiều nhất. Âm thanh nó nghe vang ngủ. Em có thể cảm nhận nó giống tiếng chuông không? Giống như tiếng chuông trong chùa vậy. Và nhắc đến vùng An Giang thì mọi người đều nhớ đến là vùng bảy núi, mà ở đây thì có rất nhiều điều kỳ bí. Còn trên này là có, khi mà mọi người lên trên đỉnh mọi người sẽ thấy rất là nhiều bàn thờ. Có chỗ thì thờ chư vị Phật Pháp, có nơi thì thờ bàn thờ Thiên, có nơi thì thờ cả Quan Công luôn. Nhưng mà đi đâu thì mọi người cũng rất là dễ bắt gặp những cái bàn thờ mà nằm có những cái bát hương xung quanh. Cái hướng này là hướng đi đâu vậy anh? Hướng này là Cô Tô anh. Cô Tô. Dạ. Là hướng cũng về dưới Kiên Giang luôn. Dạ đúng rồi. Hướng về Kiên Giang. Với cái tảng đá này thì kích thước bự hơn,
thì mọi người cứ nói là tảng đá này là có cái độ bọng ở phía trong và phát ra âm thanh, nhưng mà cái tảng này thì lại không, mỏng hơn, mà mình gõ thử là không có kêu nè đó, nhưng mà tảng này thì có. Nhắc đến vùng Thất Sơn thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến rất nhiều câu chuyện tâm linh huyền bí. Nơi đây có rất nhiều vị tu sĩ ẩn danh và thậm chí có rất nhiều ông rắn hổ mây linh thiêng, và có rất nhiều điều khó lý giải được bằng khoa học, bằng thực tế. Ở đây thì cũng phát ra rất nhiều đạo ở miền Tây. Mình đang có mặt tại đỉnh núi Cô Tô, nơi mà có một viên đá cực kỳ linh thiêng. Khi mà mọi người xem clip này, mọi người cứ nghĩ rằng là viên đá này được cấu tạo bởi địa chất bình thường. Nhưng mà mình tin rằng nơi đây, một vùng đất mà cực kỳ tâm linh, thì cũng không thể nào lý giải được bằng yếu tố khoa học. Nếu mà mọi người có muốn đến đây được trải nghiệm, được khám phá, thì có thể đến đỉnh núi Cô Tô tận mắt chứng kiến. Còn rất nhiều điều thú vị khác chờ đón mọi người.